Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần Sen Tài Thu, đồng thời bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2018 đến tháng 5 năm ngoái, nắm rõ việc công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán, lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nhóm đối tượng đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Theo điều tra ban đầu, có 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư đã được huy động. Sau khi thu được tiền, các đối tượng đã cắt hoa hồng rất cao từ 7 đến 30% cho đối tượng cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò một số đối tượng khác liên quan. Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh việc tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12% một năm. Tổng số tiền đã huy động được là 1.021 tỷ đồng của 463 khách hàng, nhưng hiện tập đoàn này đã mất khả năng chi trả theo cam kết. Bạn bè hay người thân của bạn có là khách hàng của tập đoàn Sen Tài Thu? Tình hình hiện tại của họ ra sao? Hãy chia sẻ ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Nếu thấy thông tin video bổ ích, hãy like share rộng rãi cho nhiều người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi diễn biến mới nhất liên quan đến những dự án này nhé! Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, Bệnh viện Chăm cứu Trung ương. Đơn vị đầu tiên trên thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, được chắt lọc từ ứng dụng y học cổ truyền. Quay ngược lịch sử, Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, Bệnh viện Chăm cứu Trung ương ra đời từ năm 1992. Bà Phạm Thị Hòa chính là người có công lớn trong quá trình gây dựng và phát triển thương hiệu Sen Tài Thu. Sau đó, một số cơ sở Sen Tài Thu ra đời, nhưng phải đến cuối tháng 12/2018, pháp nhân đáng chú ý nhất là công ty cổ phần Sen Group. Wellness Việt Nam được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 31,98 tỷ đồng, cùng ba cổ đông sáng lập là bà Lê Thị Hồng sở hữu 19,325%, bà Phạm Thị Hòa sở hữu 62,289%, và ông Ngô Quang Vinh sở hữu 18,386% vốn góp, giám đốc công ty, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Sen Group Wellness Việt Nam thời điểm đó là bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Cuối năm 2020, Sen Group Wellness Việt Nam chính thức đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật của công ty thời điểm này là bà Nguyễn Thị Thùy Linh, tổng giám đốc. Đáng chú ý, cùng thời điểm này, vốn điều lệ của Sen Tài Thu Việt Nam đồng thời tăng mạnh từ 31,98 tỷ đồng lên 160,35 tỷ đồng. Tháng 3/2021, người đại diện theo pháp luật của Sen Tài Thu Việt Nam chuyển từ bà Nguyễn Thị Thùy Linh sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị, khi đó là bà Phạm Thị Hòa, sinh năm 1958. Cuối 2022, đầu 2023, Sen Tài Thu Việt Nam một lần nữa thay đổi đăng ký kinh doanh. Người đại diện pháp luật chuyển từ bà Phạm Thị Hòa sang Tổng Giám đốc Trần Tuấn Anh, sinh năm 1990. Tập đoàn Sen Tài Thu đã liên tục mở rộng thêm nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái của mình, bao gồm trị liệu, dược phẩm, nhà hàng thực dưỡng, đào tạo. Thời điểm tháng 8/2023, khi website sentaithu.com còn hoạt động, theo thông tin giới thiệu trên website, Sen Tài Thu có 6 chi nhánh tại Hà Nội, 4 chi nhánh tại các tỉnh thành khác và đang phát triển mô hình nhượng quyền. Trong đó, cơ sở Sen 1992 có một website riêng thuộc pháp nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chăm sóc Sức khỏe Hương Sen, địa chỉ tại tầng 11, 12, tòa nhà Bệnh viện Chăm cứu Trung ương, 49 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội. Chăm sóc sức khỏe Hương Sen được thành lập chính thức từ tháng 2/2018 và có người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Hòa. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like share và ấn subscribe kênh để tiếp tục theo dõi vụ việc này nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!